không có ai trong này. Thả nào mình lại có linh cảm nhìn nó hơi âm u. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone. Từ sáng mình đi từ cái góc đằng sau cái dãy núi này đấy các bạn, vòng vèo mới đầu vùng núi của Ấn Độ mà đi leo dốc đèo kinh thật, còn hơn cả đi trên Tây Bắc ấy. Ok. Mình thấy dường như là do cái không khí trên này nó cũng dễ chịu, nên mọi người ở đây cũng tâm lý kiểu cũng dễ chịu theo các bạn. Đường phố nhìn thì cũng kiểu sạch sẽ hơn. Các bạn thấy khác ở dưới xuôi, ví dụ như thành phố lớn ấy, khu đông người ấy thì rất nhiều rác. Và chỗ này cũng là khu đông người nhưng mà mình thấy là cũng tương đối sạch sẽ. Đây là một cái tiệm bánh sinh nhật nè. À, nhìn chị cũng trang trí khá đẹp. Thì mình khi mà mình đi qua đây mình lại nhớ ở nhà các bạn. Ở nhà thì mình cũng có cái tiệm bánh làm mấy cái loại bánh á, kiểu bánh mì không, bánh ngọt các thứ ấy, kiểu thảo bánh sinh nhật đây này. Đây, vào đây xem chị làm bánh các bạn. Beautiful. My job is same. Come happy. Bakery. Bakery? Yes. City? Vietnam. India, Vietnam. Guruwara. 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 Yes. This way. Ha, this way. Đây không biết là cái bánh gì ta, nhìn lạ lạ ấy. Mình giờ mình muốn thử một cái. À đây thử xem bạn ấy làm này đây đúng không? You vegetarian? Vegetarian. Yes, vegetarian. À, đây là kiểu mấy cái loại rau củ quả mà chiên giòn lên các bạn. Hấp dẫn đấy nhở? Em mua một ít về ăn nhở? Okay. Bus. Bus. Bán theo cân các bạn. 50 gram. Yes, get it now. 30. 30. No. 9,000 rất rẻ. À. Rất lúc nãy đưa tiền lẻ đi mua nước mía đâu. Thì nhìn mấy cái rau củ này, à đây là cái món, một cái dạng món tương tự giống như là tempura giống mọi người. Và đây là tempura kiểu Ấn Độ, tempura rau củ Ấn Độ. Tempura là cái gì? Tempura. Tempura là rau củ chiên giòn. Tempura là những cái đồ chiên giòn. Em bé Nhật, à em bé người Ấn rất là dễ thương này. Apki nam? Monica. Monica. Very good name. How old are you? 12 years. 12? 12 years.
12 tuổi. 1, 2, 3. 12 tuổi hả? 12 tuổi. Lớn nhỉ? Money. Money. Rất tiếc. Okay. Thank you. Ok, giờ đi tìm chỗ ngủ các bạn. Trời bắt đầu là nhá nhem tối rồi. Chỗ này để bữa tối. Bữa tối ít vậy? Yes. Simla, Manali, Jammu, Kashmir. Better. This is Sikhism. We're professional. Đây là một bạn đây đang giúp mình cuốn cái đầu đấy các bạn. Thì người đạo Sikh là bao giờ cũng phải một cuốn một cái khăn trên đầu đấy các bạn. Ok, done. Thank you. You're most welcome. Đàn nhiều mà. Che hết mái tóc rồi các bạn. Đó. Ok. Chào đâu. Tại sao? Còn cái con đường lên Guru ở đây thì đây là không có đường ở đây. Thì bây giờ bọn mình sẽ Thảo sẽ lên với cả bạn gái kia bằng đường đi bộ. Đường bộ lên luôn. Mình sẽ đi cùng bạn đây đi bằng xe để kéo vòng lại để lên trên đấy. Đi bộ chứ không phải có xe đâu. À đi bộ hả? Đi bộ lên cái đường này nhưng mà có quay lại đường... à? À có cái đường ngắn bên này. Ok đi. Rồi cuối cùng thì sau một hồi đi loanh quanh trái phải các thứ thì cuối cùng là mình lại quyết định là sẽ để cái xe kéo của mình ở dưới góc đây các bạn. Mình sẽ mang hết đồ đi cất đi, còn để cái xe bên ngoài đường này rồi khóa lại. Đây là một cái Gurudwara mà có view đẹp nhất, đã nhất, thời tiết cực kỳ tuyệt vời mà mình với Thảo là từ hôm ở Ấn Độ đến đây có thể trải nghiệm được. Đấy. Đấy, phòng hôm nay bọn mình sẽ ngủ ở trên này đây các bạn. Đấy, view ra bát ngàn đẹp không? Núi rừng, nhà cứ tầng tầng lớp lớp. Không biết đây mới đi 2 ngày trên núi thôi. Không biết đi tầm khoảng 1 tuần, 1 tháng nữa thì cái cảnh nó còn đẹp thế nào nữa. Bạn ấy cũng nói với cả bọn mình là buổi sáng và buổi tối ở đây thì không khí cực kỳ lạnh luôn đấy. Ở đây như là cây lựu đúng không? Ừ đúng rồi, cây lựu. Ồ. Trái lựu nhỏ nhỏ kìa. À, có khi lên phía bắc này mấy cây lựu hay cây lê là trồng nhiều ấy nhỉ? Ừ. Lựu, bom. Bom là gì? Táo à? Mai bọn mình như đi đường này đúng không? Đi vòng lên đây này. Vòng lên đây này các bạn. Xong vòng tút ra phía này. Đấy, cứ trèo hết núi này đến núi kia. Quá trời đẹp cơ. Úi cha cha. It's the best view ever. Nó không khác gì Đà Lạt nhỉ? Ừ. À không, Sapa chứ nhỉ? Thì Đà Lạt thì cũng kiểu la lá. Không, nhưng mà Sapa nó cao hơn á. Giống Đà Lạt biết sao không? Tại vì ở đây nhiều thông này. Đi trên đường đầy thông rồi, thấy chưa? Nhìn cái view quá đẹp luôn á, trời ơi mọi người à. There is single, you know, like you can eat first and I eat later. Especially one thing in India, lady always eat in the last. yes, always. Exactly. Ở lại tiếp tục hành trình thôi. Thì các bạn cũng nói là ở đây nhìn trời hôm nay là cũng có vẻ là đi một lát nữa là cũng thể gặp mưa đấy. Đi đường này có hai con đường đi về Solan, một con đường là đi đường quốc lộ chính, nhưng mà bọn mình có rẽ vào cái đường tiểu ngạch này
thì nó dốc hơn nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, 18 giờ sáng mà nhìn ảo diệu nhỉ, như ở Sapa, Tam Đảo rồi Đà Lạt vậy. Các bạn xem từ lúc đoạn đầu đến bây giờ các bạn thấy có giống la lá kiểu như ở Sapa không các bạn? Thì ở đây cái độ cao của nó cũng la lá như ở thị trấn Sapa ở Việt Nam mình. Ở đây là cao hiện tại mình coi trên Google Maps là 1.500m so với mặt nước biển. Đấy, những cái tòa nhà mà nó đan xen chéo nhau kiểu men theo triền núi này, tạo ra một cái nét rất đẹp cao đua. Nghe nói Việt Nam mấy hôm nay là cũng ở kiểu đang đợt nóng kiểu đỉnh điểm ở nhiều tỉnh đúng không? Chia sẻ cho các bạn những cái chút không khí dễ chịu ở trên mảnh đất Ấn Độ này. Đằng trước mặt đây là một cái trạm xe khách ở thị trấn Solan đây. Các bạn thấy những cái xe buýt rồi những xe khách ở đây này. Thì mình thấy nó không được mới với cả nhìn đẹp như ở mấy bến xe ở Việt Nam mình đúng không? Đây các bạn nhìn sẽ biết bus cũng khá cũ. Xen vào một những cái xe túc túc ở đây. Đi trên đường mình để ý là cũng ít xe giường, là kiểu xe giường nằm lắm. Ở đây mọi người toàn ngồi xe ngồi hết thôi à. Trước mặt mình đây là một cái tòa nhà người ta đang cho thuê với mức giá là 1.700 rupee đây. Space for rent and lease 1.700 kìa. Thì nó tương đương với tầm khoảng 500 ngàn Việt Nam đồng. Thì đấy, thuê một tháng 500 ngàn thì các bạn thấy là cũng khá rẻ đúng không? Hay là mình đừng đi bộ nữa, mình ra đây mình mở quán nha. Phở bò hả nhỉ? Cho người Ấn ăn phở bò Việt Nam hợp lý không? Xong người ta cầm dao cũng vậy, người ta đập quán luôn đi. Thôi cũng chả không được. Nhưng mà nói vậy thôi chứ ở Ấn thì mỗi nơi một văn hóa các bạn. Ở ví dụ như miền Bắc nhá, thì cũng là người Ấn này, người theo đạo Hindu này, nhưng mà ăn cấm không ăn thịt bò đúng không? Nhưng ở khu miền Nam, cái bạn mà Tamil Nadu ấy, ở Chennai ấy, thì là người Ấn theo đạo Hindu, nhưng mọi người lại ăn thịt bò. Mỗi nơi một văn hóa vì cũng không biết thế nào nữa. Đi. Chốt là một câu là đời sống ở đây cũng khá là thấp, có nghĩa là rẻ, không đến nỗi là quá đắt đúng không? Mới những cái ngôi nhà mà ngay mặt tiền mà đã là 1.700, những cái khu và vùng quê á thì ví dụ tháng 500 rupee tới 1.000 rupee. Cũng có thể là như này, là cũng có thể là sau này ví dụ như mình với cả Thảo đúng không ạ, cũng có thể là đến một cái vùng nào mà đẹp hay là cảm tưởng yên bình ở Ấn Độ ấy, bọn mình cũng có thể là thuê vài tháng, bọn mình có thể là ở đấy nghiên cứu chơi ăn uống rồi nghiên cứu hoặc là buôn bán cái gì đấy. Kiểu gọi là những cái thời gian mà nghỉ ngơi sau quãng dài, thời gian dài đi bộ đấy các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây cái đoạn này là đang sửa, gọi là đang sửa đường đấy các bạn. Thì cái bên mà từ phía Simla mà đi về đây này, các bạn lại thấy là kẹt xe rất nhiều. Đấy, nhưng mà đường của mình đi về phía kia thì lại bình thường. Đấy, kẹt xe mình đấy tận ở đây luôn đấy các bạn. Kiểu người ta Simla là cái điểm du lịch cũng nổi tiếng ở Ấn Độ đó. Bây giờ mọi người đi đến đây xong rồi đi về. Thì đi trên đường mình gặp rất nhiều kiểu biker ấy. Người ta lên cái mạn phía Bắc của Ấn Độ, người ta đi du lịch ở trên đấy. Ở những thành phố lớn thì mình thấy giao thông người ta rất lộn xộn và inh ỏi, người ta kiểu không có một cái luật lệ nào ấy. Nhưng mà bây giờ đây thì mình thấy các bạn này, bên này thì tắc đường, nhưng bên này thì lại thoáng, nhưng mà không có ai đi chèn sang bên này cả. Mọi người vẫn đi vào một hàng nhất định. Đây, trước đây là con xe này, này người ta đi du lịch lên phía Bắc này, người ta để những hành lý luôn trên xe này các bạn. Cũng có trên dọc đường mình thấy là cũng rất nhiều nhà mà ở tận giữa lưng chừng núi như trên Sapa này các bạn. Đây, có cái nhà tít tận trên này này. Mà nhà này thì nhìn kiểu nhà to luôn nhá, không phải nhà bé bé như người Mông mình ở trên Sapa đâu. Chai không? Không. Cái quả này vui nhờ? Quả kiểu như quả mận ấy hả? Khác có mà. Nó xem à. Nhưng mà ăn là lá quả mận. Một hộp 200 ngàn, 200 đồng. Hộp này á? Ừ. Là 60 ngàn Việt Nam đồng. 2,5 kg. Đi dọc đường trên miền núi của Bắc Ấn mình thấy là có một cái là không biết làm sao mọi người làm cái núi không bao giờ làm thoai thoải thoai thoải đấy nhá. Lúc nào cũng làm này, mọi người nhìn này. Dựng đứng luôn này. Dựng đứng luôn. May trên này mà có một viên gạch đây nó rơi xuống đầu đây, người đi đường ở đây có thể là chết được luôn này. Rất ghê luôn đấy. Đường xá ở đây. Nào mình đi trên đường là mình thường những cái bên nào mà như này là mình không dám đi đâu, mình thường chạy sang bên ngược bên này để đi. Rơi một viên thôi là nguy hiểm luôn. Thấy cái màu vàng chung vô đi theo. Trời ơi, bò đi theo giáo ạ. Thôi bắt tay nghịch lên muốn giờ đi. Quái khỉ. Đầy khỉ luôn, đầy đường luôn. Bây giờ là 19:40 rồi các bạn. Từ chỗ này là đi trên dọc đường này là tìm được chỗ cắm trại cũng rất khó luôn các bạn. Thì bây giờ mình đây có một ngôi đền ở đây, thì mình sẽ vào thử xin phép xem là có được tá túc nhờ ở đây không. Mình mời các bạn cùng vào với mình nhá. Thì đây một cái ngôi đền đạo Hindu như vậy, nhưng mà mình thấy là đây nó có cái bậc đi xuống, thì chắc là ngôi đền nó ở xuống dưới rồi các bạn.
giờ mình sẽ thử. À, thực sự không biết cái ngôi đền này nào, nhưng mà cái cổng bên ngoài nhìn nó hơi có gì đó âm u hơn một chút các bạn. Nhìn lá rơi này, không có ai dọn dẹp này. Ok, thì bây giờ mình sẽ để xe đây và xuống thử xem, để hỏi người ta, xin phép người ta tá túc nhờ các bạn. Sao nhìn cái đường này nó có vẻ như là lâu không có người đi quá. Quần áo hay cái túi gì này. À đây rồi, cái đèn này. Ôi nhưng không hiểu sao nhưng mà các bạn thấy là mình nổi hết da gà lên này. Đấy, nhìn tại vì cái không khí ở đây nó âm u quá. Đây, các bạn nhìn thấy nổi da gà không? Đấy, nổi hết da gà lên này. Không biết nơi này nó như thế nào mà sao mình lại có một cái linh cảm gì hơi lạ lạ một chút ta. Cái bậc xuống khá sâu. Sao mình vẫn nổi da gà nhỉ? Hay là do nhìn ở đây đèn kiểu như là đèn người ta tắt hết đi rồi ấy. Ghê quá. Hello. Đằng kia mình có thấy đèn sáng kìa. Hello. Ui, cửa khóa rồi. Cửa khóa sao đèn trong kia lại sáng này. Ngôi đèn này có cái gì mà. Namaste. Ngôi đèn này như bỏ hoang rồi các bạn. Không có ai trong này. Thà nào mình lại có linh cảm nhìn nó hơi âm u. Kiểu lâu. Kiểu cái ngôi đèn này lâu không có người vào các bạn. Hello. Ôi, không có ai cả. Tuy gần 8 giờ tối rồi nhưng mà trời nó vẫn sáng đèn lên một chút. Ghê quá. Đã, lẽ nào hôm nay lại cắm trại ở cái chỗ mà đèn bỏ hoang này quá. Tại vì giờ nếu mà đi cố hơn một đoạn thì cũng khó tìm cái chỗ nghỉ lắm các bạn. Đấy, cái đường đèo này mà một bên là cái vách núi dựng đứng này. Mà nhà đây lại thưa thớt nữa. Những cái nhà người ta thường ở tận dưới núi này, đi xuống rất khó. Thôi rồi, giờ mình sẽ đi lên, không phải đợi Thảo, đợi một mình Thảo ấy sợ. Tại sao ngôi đèn này người ta lại bỏ hoang ra? Ở trong kia đèn lại sáng nhá. Đó, các bạn thấy không, đèn sáng này. Hàng rào cũng rất kỹ luôn. Cái đường đi mình cảm tưởng sợn cả gai ốc này. Dưới nhà này lại không có ai cơ. Thôi bây giờ muộn quá, mình cắm trại đây nhá. Có sợ quá không hay đi thêm một đoạn? Đâu rồi, đợi đi ở đâu nữa, ở đây làm gì có chỗ ấy nữa đâu mà cắm. Nhưng mà cắm trại chỗ này có sợ không? Sợ bây giờ làm gì? Đây, nó kiểu nhìn chỗ này hơi âm u một chút ấy. Hay bây giờ là kéo xe xuống dưới này nhá, mình cắm trại đây nhá. Ok không? Thôi đành vậy thôi. Ui, chu choa làng nước ơi. Ui, tự nhiên con chó, không biết chó hoang đâu, nó chạy lên đây các bạn. Mình đang cắm trại mà thấy nó, ui, lại sợn hết cả cái da gà này. Có con chó hoang vừa nó chạy ra đây. Ghê quá. Xong kéo xe, chắc là mình sẽ kéo xe lại đây để cho nó an toàn hơn. Không khí hơi lạnh người một chút các bạn. Ở đây cũng rất nhiều khỉ nên là mình sẽ mang tất cả các đồ xuống các bạn. Không, ở đây khỉ nó tối nó lấy hết đấy. Mình sẽ để cái phông chữ này quay ra phía bên ngoài đây. Trừ trường hợp xấu nhất là tối nay mà có ai đến đây chẳng hạn, người ta soi đèn, người ta xuống đây, người ta thấy cái xe này của bọn mình thì người ta có thể nhìn cái kênh Lê Khả Giáp YouTube này, The Walking Through the World này,
thì người ta cũng an tâm hơn đấy các bạn.